và hỗ trợ. Chúng ta sẽ đi phải tìm được cái bản phim, cái bản phim dành cho Santa Johnson, bản chụp X-quang đó bạn, X-ray, cái bản chụp chụp X-quang. Lại là gấp hình 19 cái ảnh, thời gian 3 phút. Lần này chúng ta thu thập được một số cái energy, 4 cái energy. Chung gấp hình thì cũng khá là nhẹ nhàng. Tại vì cái hình ảnh thì chúng ta nhìn cái hình nó sẽ dễ hơn là cái chữ. Cái chữ chúng ta phải hiểu nghĩa, còn cái hình này chúng ta có thể không cần biết tiếng Anh chúng ta cũng có thể chơi được. Nhưng mà trong cái game này thì nó cho thêm phần này là để giúp chúng ta chơi để cảm thấy gọi là chơi cho nó bớt nhàm chán chút hơn, và nó cũng giảm bớt cái độ khó một cái phần nào cho cái game. Nếu mà nó cứ tăng độ khó hoài thì người chơi sẽ rất là nản, rất là dễ bị nản. Ok, 19/19 rồi, chúng ta đã hoàn thành và chúng ta đã tìm được cái bản chụp X-quang và sẽ giao cho Chanton Johnson để Chanton Johnson điều tra ha, nhân viên pháp y forensic. Đơn giản á, thì cái nội dung cái kết quả này đó là cái chết, nguyên nhân gây ra cái chết cho Gary Poole nó là một cái dạng tụ máu ở ngực của Gary Poole, và cái tụ máu này nó đã xảy ra trước đó 4 ngày trước, tức là cái phần mà tụ máu trước ngực của Gary Poole nó đã xảy ra 4 ngày trước khi Gary Poole chết tại văn phòng của ông ta. Đó là một cái điều lạ. Và điều lạ hơn, cái vết thương này nó ảnh hưởng tới cái màng phổi. Do đó nếu mà Gary Poole này chết tại văn phòng, nhưng chưa chắc là ông ta đã chết vì một người nào đó đánh ông ta chết tại văn phòng. Có nghĩa là Gary Poole chết do cái tác động từ trước đó 4 ngày rồi. Rồi sau đó ông ta chỉ cần một cái xúc động mạnh, gọi là một cái chấn stress, thì ông ta có thể ép màng phổi và ông ta chết. Đây là một cái tình tiết rất là phức tạp cho cái vụ án này các bạn, rất là phức tạp.